trân trọng cuộc sống. Bạn có mắt nhưng ánh nhìn ảm đạm, ngó sự đời chẳng thiện cảm mấy khi. Người mù kia thì chả có ước ao gì, chỉ khao khát một ngày nào sáng mắt. Bạn có miệng không nói lời hay đẹp, mà luôn luôn cay nghiệt tổn thương người. Khi người câm, chỉ ao ước nhỏ nhoi là nói được những lời yêu thương nhất. Bạn có tai chẳng nghe lời vàng ngọc, mà lại nghe lời đâm thọc xấu xa. Người điếc chỉ mong điều giản dị ấy là nghe và hiểu điều mà ai nói đó. Có sức khỏe, bạn như người sống vội, chẳng quan tâm đến rèn luyện giữ gìn, trong khi những người đau ốm triền miên đang cố gắng bỏ tiền mua sức đấy. Bạn có tiền nhưng tiêu xài vung vẩy, khi người nghèo trông đợi miếng cơm thôi. Bạn được yêu thương thì đòi hỏi vẻ vời, khi kẻ cô đơn đỏ mắt tìm tri kỷ. Bạn có thời gian nhưng xài phung phí, không biết dùng cho hữu ích việc chi. Trong lúc người hấp hối phút sinh ly, thì chỉ muốn thời gian đi chậm lại. Có tất cả vẫn cứ hờn trách mãi, khi bao người mong đợi một phần thôi. Đủ thấy vui và hạnh phúc lắm rồi, là bởi họ biết nâng niu cuộc sống. Cuộc đời mình sao bạn không trân trọng, mà tối ngày cứ thất vọng thở than. Chân không đau vì sỏi đá trên đường, mà chính bởi hạt cát trong giày đó. Hãy bằng lòng với những gì đang có, chớ tham lam xem thường nó bạn ơi. Bởi nếu không, bạn sẽ khổ suốt đời, tâm trạng sẽ rối bời vì chính bạn.